Xin chào tất cả các em khối 6 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn em bài ôn cuối kỳ 1 của môn tin học khối 6 nhé. Chúng ta sẽ hệ thống lại kiến thức của chủ đề A, chủ đề B và chủ đề C. Ở chủ đề A, máy tính và cộng đồng, em hãy để ý bài 1, bài 4 và bài 5. Cụ thể, có câu hỏi thông tin là gì? Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính mình. Vậy vật mang tin là gì? Vật mang tin là vật, phương tiện hay mang lại thông tin cho con người. Xử lý thông tin là gì? Xử lý thông tin là kết hợp những kiến thức từ trước để ra những thông tin mới có ích. Như vậy ta phát biểu đúng là thông tin là kết quả của việc xử lý dữ liệu. Thông tin và vật mang tin khác nhau điểm nào? Thông tin thì trừu tượng, khó diễn tả trong suy nghĩ của con người, còn vật mang tin là vật có thể cụ thể chạm tay vào được. Trong máy tính, thiết bị dùng để nhập thông tin là bàn phím, con chuột. Bit là gì? Bit là đơn vị đo lường thông tin nhỏ nhất. Bit chỉ có thể nhận một trong hai ký hiệu là 0 và 1. Bit là đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn và lưu trữ thông tin. Bit chỉ có thể nhận một trong hai trạng thái ký hiệu 0 và 1. 1 MB thì tương đương bao nhiêu kilobyte? Nó tương đương là 1000, là sách nói cho em dễ nhớ. Chính xác của nó là 1024. Vì sao máy tính chỉ hiểu 0 và 1? Vì máy tính là thiết bị điện. Một bit cho ta biết điều gì? Cho ta biết trạng thái của dòng điện chạy qua máy tính. Các thẻ nhớ hiện nay thường có dung lượng là 1GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB. Vậy đĩa CD có dung lượng bao nhiêu? Có dung lượng là 700MB. Nhưng mà DVD thì nhiều hơn nhé, từ 5 đến 17GB tùy lại. Các thiết bị dùng để lưu dữ liệu là đĩa cứng nè, thẻ nhớ, USB, đĩa CD, đĩa DVD. Ở chủ đề B, mạng máy tính và Internet, em hãy lưu ý bài 1 và bài 3. Em hãy trả lời câu hỏi mạng máy tính là gì? Lợi ích của mạng máy tính là gì? Một mạng máy tính gồm như thế nào? Mô tả đúng về Internet. Siêu văn bản, siêu liên kết là gì? Ở chủ đề C, tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin, em lưu ý bài 1, bài 2 và bài 3. Em hãy định nghĩa máy tìm kiếm. Hãy kể tên các máy tìm kiếm hiện nay trên Internet mà em biết. Từ khóa là gì? Để tìm kiếm thông tin trên Internet, người ta thường gõ những từ khóa. Vân vân. Chúc các em học và thi tốt nhé!